Trường Giang cầu xin khán giả sau khi bị ném chai: "Đừng quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình." Danh hài đã cầu xin khán giả đừng ném các vật thể lạ lên sân khấu, cùng lời tâm sự: "Đời em từ hôm nọ bị quăng ném nhiều lắm rồi." Tối 19 tháng 5, Trường Giang tham gia biểu diễn hội chợ ở Quy Nhơn. Theo như đoạn clip được khán giả quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khi vừa lên sân khấu giao lưu với khán giả, Trường Giang phát hiện nhiều chai nước bị ném lên sân khấu. Đối diện tình huống bất ngờ này, Trường Giang lập tức hỏi: "Ai vừa trò lên đây vậy?" Sau đó danh hài gửi lời cầu xin đến với khán giả: "Thôi đừng có quăng nữa nha, đời em từ hôm nọ đến giờ nhiều người quăng lắm rồi. Mình thích thì mình coi, mà mình không thích mong anh chị cũng ráng coi nha. Các anh chị quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình." Trường Giang bị chọi chai khi diễn ở Quy Nhơn, anh cầu xin khán giả đừng ném đồ lên sân khấu: "Ở sân khấu nhiều khán giả nhí lắm, mọi người thương em đừng chọi nữa, chúng mấy bé thì tội lắm. Ghét em thì em biết rồi, nhưng xin đừng chọi nữa," anh nói thêm. Trường Giang còn nói đùa sẽ đứng cạnh nhân viên an ninh suốt buổi biểu diễn để được đảm bảo an toàn. Đêm diễn của Trường Giang tại Quy Nhơn còn gián đoạn khoảng vài phút sau khi danh hài phát hiện có hai bé khóc nức nở vì lạc cha mẹ. Cũng trong đoạn clip được fan quay lại, Mười Khó chủ động xin tạm dừng chương trình để nhờ ban tổ chức giúp các bé tìm người thân, cùng lời hứa sẵn sàng ở lại Quy Nhơn diễn đến hết đêm. Trường Giang còn dừng chương trình biểu diễn khoảng vài phút để tìm cho mẹ cho hai bé, khóc sợ vì lạc người thân: "Khán giả đợi em chút xíu được không, em cố tìm người thân cho các bé đã, không thể để các bé khóc sợ mãi như thế này được," Trường Giang nói. Cây hài chờ đến khi cha hai bé lên sân khấu đón con rồi mới tiếp tục biểu diễn. Hành động này của anh nhận được sự động viên và đồng tình từ khán giả. Trả lời báo, một thành viên trong ban tổ chức cho biết đêm diễn ở Quy Nhơn thu hút hơn 20.000 khán giả nhờ sức nóng của Trường Giang. Phần lớn khán giả đều ủng hộ và cổ vũ anh. Tuy nhiên, một vài khán giả quá khích đã có hành động không đẹp. Điều này khiến rất nhiều khán giả khác có mặt tại sân khấu bất bình. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Giang gặp sự cố khi đi diễn hội chợ. Hồi tháng 7, 2017, anh bỏ về khi liên tiếp bị khán giả chọi chai nước lên sân khấu. Thời điểm đó, Trường Giang bị khán giả phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng anh thiếu chuyên nghiệp. Thời gian qua, Trường Giang liên tiếp gặp scandal, cụ thể là chuyện tình yêu tay ba ngang trái. Nam diễn viên hài rất mệt mỏi nhưng cũng đã sớm quay trở lại với công việc, đảm bảo những lịch trình đã ký kết sẵn. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Mười Khó trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng đi rất nhiều. Trang Trường lại nổi điên với Miko Lan Trinh: "Em vào showbiz mà vẫn còn Trinh. Chị thì thẳng thắn lắm, sợ thẳng toẹt ra là em lại buồn ăn ngang. Mà một khi em thích gọi đích danh tên chị thì chị lại gọi thẳng quá khứ đội mồ nha em," Trang Trường đanh thép. Mới đây, trong cuộc livestream của Trang Trần gây chú ý khi bàn tới scandal gạ tình đồng nghiệp của ca sĩ Phạm Anh Khoa, sau khi phân định đúng sai về hai nhân vật trong cuộc là Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch, cụ chân dài bất ngờ công khai sự thật về làng giải trí: "Xin lỗi, cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn Trinh khi vào showbiz đâu." Ngay sau đó, phát ngôn "không ai vào showbiz mà còn Trinh" của Trang Trần đã gây ra tranh cãi, cho rằng đàn chị vơ đũa cả nắm. MC kim ca sĩ Miko Lan Trinh đã viết một status lên trang cá nhân để phản biện. Cô không ngại tác tên luôn Trang Trần vào. Miko Lan Trinh công khai phản biện trên trang cá nhân: "Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn Trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ trước chị à, em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Và bởi vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp." Và đúng như dự đoán của nhiều người, cụ người mẫu đã đáp trả đầy gai góc khi bị Miko Lan Trinh chỉ mặt điểm tên. Ngay phía dưới dòng trạng thái của đàn em, Trang Trần để lại những bình luận giằng mặt. Hai bên tranh luận qua lại không tiếc lời: "Nhắc luôn cho em nhớ, chị sống không thảo mai giả tạo được đâu. Em như thế nào em rành nhất rồi. Tốt nhất là đừng bới bèo ra bọ, không là chắc chị đào sâu nhé Trinh", Trang Trường cảnh cáo. Cho rằng mình không sai khi phản lại phát ngôn trinh tiết của đàn chị, Lan Trinh đáp trả: "Câu nói của em có gì sai đâu chế, em vào showbiz hoàn toàn trong sáng. Chị có bới cũng canh thời gian nè, em không ngại chị bới. Chỉ mong chị chính xác tí, còn tất nhiên, em sao em biết mà." Đến lượt Trang Trường nói tiếp: "Chị đâu nói em sai, showbiz như thế nào, em rành y chị.
chị sợ mấy em luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng mà hôi lắm. Tốt nhất tập cách nghe cho kỹ và cách nhớ thật rõ mình như thế nào. Đơn giản những thứ em va chạm trải qua, em nghĩ chỉ em biết, nhưng những người khác họ đều biết, có chăng nói hay không. Chị thì thẳng thắn lắm, sợ thẳng toẹt ra là em lại buồn à ngang. Mà một khi em thích gọi đích danh tên chị thì chị lại gọi thẳng quá khứ đội mồ nha em. Chị không thích mang thêm tiếng ác. Tốt nhất em còn trinh em biết, em tự kiểm chứng cho bản thân mình. Ai thanh cao thơm tho cứ tự ra xem có bốc mùi không biết liền. Tranh cãi tay đôi giữa Trang Trần và Miko Lan Trinh. Tiếp đó Miko Lan Trinh khẳng định với đàn chị, thế nào là hôi ạ, em có những trải nghiệm va vấp và những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Em bây giờ không hề cố tỏ ra thanh cao, không ngây thơ, nhưng cũng còn lâu mới hôi. Phúng thẳng tính không sợ ai, Trang Trần đáp lại. Thì em cứ tự biết đi, chứ em cứ phải dãy dụa lên làm gì cho mệt vậy. Em không đồng tình và cần chứng minh trinh tiết à, chị không có nhu cầu biết và cũng không biết của em còn hay mất, ok. Nhiều cô gái cứ phải nói mình còn trinh trong thời loạn này chi vậy, muốn bán hay tỏ ra mình thanh lịch. Thế thì nên đi thi cuộc thi hoa hậu còn trinh em nhé. Tập nghe cho hết clip để hiểu ý chốt là gì, chưa hiểu nghe lại. Cuộc tranh cãi khép lại khi Lan Trinh khẳng định, cái đó đúng đồng ý, mà lâu lâu tách tên chị ra để trao đổi quan điểm cũng được mà, có gì mà chị la bài bãi. Miko Lan Trinh khẳng định mình hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz Việt. Tố Lan Ngọc phản bội, Minh Luân đã quên bén cách anh rũ bỏ tình cũ Hồ Bích Trâm. Showbiz Việt lại một phen không yên ả, lại một vụ tố tình trong chuỗi scandal tình ái. Chỉ có điều người lên tiếng lần này lại là một gã trai. Showbiz không lại gì chuyện tình 37-21 ngày hợp tan của Minh Luân và Lan Ngọc. Từng suất chia tay của cặp đôi này chắc chỉ chịu đứng sau nhà Tim và Trương Quỳnh Anh. Khác chăng là cả Minh Luân và Lan Ngọc lâu nay đều là những người làm nghề kín đáo, ít khi xô đời tư với công chúng. Thế nên họ đang yêu, đang hoãn yêu hay đang trong mối quan hệ với một ai đó, thường công chúng không có thông tin cho đến một ngày đẹp trời, một trong hai người phá lệ. Cách đây chưa lâu, Minh Luân đã gây xôn xao khi xuất hiện trong chương trình hát câu chuyện tình để nói lời xin lỗi tới cô gái mà anh vừa chia tay. Lý do là anh vẫn còn yêu cô gái cũ. Nguyên văn lời chia sẻ của Minh Luân là: bây giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người yêu mới. Anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại, anh vẫn còn rất yêu người cũ. Cô gái mới vừa bị rũ bỏ ấy chính là Hồ Bích Trâm, còn cô gái cũ mà anh vẫn còn rất yêu là Ninh Dương Lan Ngọc. Cứ tạm hiểu Minh Luân là kẻ chung tình, rằng anh không thể quên được người cũ dù đã bắt đầu mối quan hệ với người mới. Nhưng một người đàn ông yêu một cô gái xong xuôi rồi phủi tay đi nói cho cả thế giới biết rằng tôi không yêu cô gái đó, thì showbiz này chỉ có Minh Luân và Trường Giang mà thôi. Thế nên không ngạc nhiên khi sau phát ngôn táo bạo ấy, Minh Luân đã phải gặp phải chỉ trích dữ dội từ phía khán giả và từ chính Hồ Bích Trâm. Cư dân mạng phê phán cách nam diễn viên đem lời xin lỗi riêng tư lên truyền hình, đưa một câu chuyện giữa hai người thành đề tài bàn tán của thiên hạ. Nhưng quan trọng nhất là lời xin lỗi vừa rời chót lưỡi thì Minh Luân lại tạo ra một lỗi lầm khác nghiêm trọng hơn, đó là làm cho cô gái mà anh đang muốn xin lỗi phải bẻ bàng. Trong vài giây ngắn ngủi, cả làng giải trí bỗng dưng biết cô ấy vừa bị anh đá vì một cô gái khác. Bẻ bàng hơn, cô ấy chưa bao giờ được anh yêu thật sự theo như lời tường thuật của anh. Bẻ bàng hơn nữa, cô phải nghe anh thổ lộ tấm chân tình dành cho cô gái kia cùng lời yêu đầy tha thiết I love you. Công khai yêu Hồ Bích Trâm xong xuôi, Minh Luân lên truyền hình công bố với cả nước rằng anh muốn xin lỗi, anh không muốn tiếp tục khiến một người nào đó đau khổ vì mình không yêu người ấy. Hiện tại anh vẫn còn rất yêu người cũ. Phản ứng của Hồ Bích Trâm khi ấy dù bị xem là hơi quá, nhưng cũng là cảm xúc dễ hiểu của một cô gái bị người đàn ông mà mình từng yêu và tưởng chừng là được yêu làm cho tổn thương. Tuy nhiên Hồ Bích Trâm chia sẻ cô không hề tổn thương vì Minh Luân quay lại với Ninh Dương Lan Ngọc. Bởi đây là điều cô không bất ngờ, nữ diễn viên biệt đội 102 lật mặt showbiz tiết lộ. Trong thời gian cô và Minh Luân yêu nhau, Minh Luân vẫn thường xuyên lén lút qua lại với người yêu cũ. Khi phát hiện ra bạn trai bắt cá hai tay, Hồ Bích Trâm mới quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Đó cũng là một phần lý do khiến Minh Luân bị ném đá dữ dội khi đăng dòng trạng thái Tố Lan Ngọc đi đêm. Với chi dân trong cơn mất bình tĩnh bộc phát, đáng nói là thời điểm hiện tại, Minh Luân và Lan Ngọc đã chia tay được một thời gian. Cứ cho là hình ảnh Lan Ngọc đi chơi đêm với nhạc sĩ Chi Dân được ghi lại vào khoảng thời gian cô cám vẫn đang là bạn gái Minh Luân, nhưng có gì thú vị khi lưu loa trên chuyện tôi là nạn nhân, tôi bị cấm sừng.
Nếu chuyện Lan Ngọc phản bội Minh Luân là thật, thì nó cũng không khác gì chuyện Minh Luân từng phản bội Hồ Bích Trâm. Nhưng Hồ Bích Trâm thì không đem chuyện đó đi kêu oan với công chúng. Lý do Minh Luân đưa ra cho phát ngôn hồ đồ của mình, tôi bị sốc và không hề có một lời giải thích rõ ràng chính đáng nào từ Lan Ngọc cho đến tận hôm nay. Quả thật, bị phản bội thì ai cũng sốc. Khoa học cũng chứng minh rằng so với phụ nữ, đàn ông khó vượt qua cơn sốc bị phản bội hơn. Tâm lý học hành vi cũng tổng kết, đàn ông phần lớn giấu nhẹm chuyện mình bị cắm sừng. Tất nhiên luôn có những ngoại lệ và nam diễn viên sớm trọ 3D chắc không nằm trong số đông được khảo sát này. Minh Luân hoàn toàn có cách lựa chọn khác văn minh hơn và giống với nhóm đàn ông đa số kia, anh có thể nhấc máy gọi cho Lan Ngọc để xối xả cho cô một trận làm rõ trắng đen. Anh có thể nhắn một cái tin dài với những lời lẽ cuồng nộ nhất của kẻ bị phụ tình trong cơn sốc. Anh cũng có thể tìm đến Chi Dân để đấm một cú vào mặt gã trai đã cướp mất người yêu anh. Song giữa vô vàn lựa chọn, Minh Luân chọn cách khó khăn hơn. Đó là lên Facebook thổ lộ bằng ca dao tục ngữ với giọng điệu đầy chua chát, y như cách nam em nói chuyện Trường Giang. Ừ thì Minh Luân sốc, và trong lúc sốc người ta hoàn toàn có thể làm những điều mà không ai có thể hình dung nổi. Một người đàn ông lại làm như vậy. Song điều đó khó hiểu hơn cả là Minh Luân, không hiểu được vì sao thiên hạ lại ném đá mình. Vì sao Minh Luân cũng chỉ là nạn nhân, là kẻ bị phản bội trong một cuộc tình mà anh không được bảo vệ, không được bênh vực. Vì sao cũng là một câu chuyện mà phụ nữ nói ra thì được đồng tình, mà đàn ông nói ra thì bị cho là hèn. Điều khó hiểu hơn cả là Minh Luân không hiểu được vì sao thiên hạ ném đá anh. Minh Luân thắc mắc như thế, phải trả lời anh như thế nào đây nhỉ? Thực ra lý do cực kỳ đơn giản, vì anh là đàn ông.